Cùng bạn đọc sách xin chào tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, đồng chí Võ Văn Kiệt sinh ngày 23 tháng 11 năm 1922 tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tên thật của ông là Phan Văn Hòa, bí danh hoạt động cách mạng là Sáu Dân Chính Dũng. Ông là một chính trị gia, một nhà yêu nước. Ông nguyên là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, sau đó là Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ tháng 8 năm 1991 đến tháng 9 năm 1997. Nhiều báo chí đã đánh giá ông là một người có công lớn trong công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam kể từ năm 1986, là tổng công trình sư của nhiều dự án táo bạo của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Nhân kỷ niệm sinh nhật 100 năm của đồng chí Võ Văn Kiệt, ngày 23 tháng 11 năm 1922, ngày 23 tháng 11 năm 2022, xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn cuốn sách Khoảnh khắc Võ Văn Kiệt. Cuốn sách Khoảnh khắc Võ Văn Kiệt do nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành vào năm 2012. Sách dày 198 trang, khổ giấy 14,5 x 20,5 cm, của nhiều tác giả, viết về một con người nhân hậu, một bộ óc chiến lược đã góp phần quan trọng làm nên tầm vóc Việt Nam, tâm hồn Việt Nam, chính là sự tập hợp những khoảnh khắc mà các tác giả Nguyễn Minh Nhị, nguyên chủ tịch tỉnh An Giang, nhà báo Lê Văn Nuôi, nguyên bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, hai chuyên gia kinh tế Nguyễn Thiệu, Huỳnh Bửu Sơn, nhà sử học Dương Trung Quốc, kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất, nhà báo Huỳnh Sơn Phước, nhà báo Thế Thanh, đạo diễn Lê Văn Duy, nhà thơ Nguyễn Duy, nhà văn Trầm Hương, nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Những người may mắn có nhiều dịp được gặp gỡ, làm việc, trò chuyện gần gũi thân tình với ông Sáu, chú Sáu, anh Sáu, và cũng là những khoảnh khắc mà ông Sáu Dân để lại trong lòng họ những dấu ấn sâu đậm về một con người hành động, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn vì dân, vì nước. Dẫu chỉ là khoảnh khắc, nhưng đó là những khoảnh khắc mà cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đánh thức tiềm lực, không chỉ là trong mỗi con người, mà còn là tiềm lực của mọi người, mọi ngành, mọi giới. Tiềm lực trí tuệ, tiềm lực yêu thương, tiềm lực cống hiến, tiềm lực về lòng khoan dung, tiềm lực kết nối giữa con người với con người, tiềm lực khơi mở tầng sâu văn hóa, tiềm lực kết nối khối đại đoàn kết dân tộc và kết nối với cả thế giới, vân vân. Cuốn sách tập hợp các bài viết của nhiều nhà báo, học giả, nhà khoa học và bạn bè của cố Thủ tướng như Khoảnh khắc Võ Văn Kiệt của tác giả Nguyễn Quang Sáng, Ông Sáu Dân Võ Văn Kiệt, một nhân cách để đời của tác giả Lê Văn Nuôi, Nghe tin Triều Cường lại nhớ tới ông của tác giả Dương Trung Quốc, Dấu ấn nụ cười và nỗi niềm Võ Văn Kiệt của tác giả Nguyễn Minh Nhị, Nhớ một người của nhiều người của tác giả Thế Thanh, vân vân. Qua đó đã toát lên chân dung và phẩm chất cao đẹp sáng ngời của bác Sáu Dân, một nhà lãnh đạo gần dân, hiểu dân. Qua 200 trang sách, Khoảnh khắc Võ Văn Kiệt còn cho bạn đọc chúng ta thấy được chân dung và phẩm chất cao đẹp sáng ngời, một nhân cách lớn của một người cộng sản, nhà lãnh đạo tài năng Võ Văn Kiệt. Một con người nhân hậu, một bộ óc chiến lược đã góp phần quan trọng làm nên tầm vóc Việt Nam, tâm hồn Việt Nam. Và đó có lẽ là những khoảnh khắc mãi lung linh mà Thủ tướng Võ Văn Kiệt để lại trong tâm hồn của mỗi người Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý bạn đọc cuốn sách Khoảnh khắc Võ Văn Kiệt.